Mới đây, đài VFC đã chính thức công bố đoạn trailer đầu tiên, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ được lên sóng trong thời gian tới của cuộc chiến không giới tuyến. Bên cạnh những cảnh quay tuyệt đẹp nơi biên cương xa xôi, diễn xuất của nam diễn viên Việt Anh cũng nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả. Xuất hiện với vai trò nhân vật chính xuyên suốt đoạn trailer, Việt Anh gây ấn tượng với tạo hình một anh lính bộ đội biên cương kiên cường, bản lĩnh, tên Trung, đang giữ nhiệm vụ canh gác biên cương cùng các chiến sĩ biên phòng Mường Luông. Tuy nhiên, việc anh thường xuyên trợn mắt, mím môi, trừng trừng nhìn mọi người khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu. Một bộ phận cư dân mạng đã để lại bình luận: Việt Anh phim nào cũng chỉ có một nét diễn, hết trợn mắt thì nhíu mày, mím môi. Đến phim này không còn thấy hình tượng bộ đội uy nghiêm mà chỉ thấy hơi hung hăng thôi. Nét diễn Việt Anh trước giờ như vậy nhưng thấy xã hội đen thì hợp hơn. Phim này vào vai bộ đội mà vẫn giữ nét diễn này thì hỏng hết hình tượng nhân vật.